Chào tất cả mọi người, mình Linh Quân, mình đến từ Đà Lạt. Hôm qua mạng xã hội thì mình có biết đến lớp học Tizino. Thì mình qua nhiều lần tìm hiểu, mình mong muốn đến khoa học này để tiếp thu nhiều kiến thức mới, không chỉ là về kiến thức về mạng hình ảnh mà còn về vấn đề giao tiếp, mọi thứ. Mong muốn khóa học lần này của mình sẽ muốn trình độ về nhiếp ảnh của mình, tất cả mọi thứ sẽ được nâng lên một tầm nào đó khác với trước khi gia nhập khóa học này. Nói về Tizino thì mình cảm thấy rất hài lòng về khóa học này vì cảm nhận được ở xa, nhưng mà cũng đã tạo cho mình nhiều điều kiện để có thể tham gia được cùng với tất cả anh em ở đây trong những ngày vừa qua. Tizino thì rất là nhiều kỷ niệm, ví dụ như là cùng thầy và những người bạn, những người anh em ở trong khóa học tiếp thu cùng nhau bàn bạc học hỏi những kiến thức ở đây. Tizino thì thực chất thì mọi thứ đều rất ổn rồi, chỉ mong là khóa học sẽ ngày càng phát triển, ngày càng nhiều kiến thức mới, nhiều khóa học mở ra hơn để mọi người có thể tham gia cùng nhau chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong các bài học. Đi bản thân em thì em cảm ơn thứ nhất là thầy Nghĩa, thứ hai là anh Trung đã tạo điều kiện cho em ra được từ Đà Lạt vô đây học, và đặc biệt là tất cả những anh em đã giúp đỡ em trong những thời gian qua.